cầu hữu sân trường đá chéo sân sự xuất hiện của sân trường trong chương trình sát tăng khiến cộng đồng mạng không khỏi tranh cãi là một cầu hữu nổi tiếng từng đạt được nhiều hình tích ấn tượng cuộc sống của sân trường luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng bên cạnh sự nghiệp quần đùi áo số Sương trường còn lớn sân sang kinh doanh và đạt nhiều thành quả nhất định mới đây sân trường ngay bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình sát tăng theo đó một tài khoản tiktok đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh sân trường và một người bạn đồng hành cùng tham gia kêu gọi vốn đầu tư trên truyền hình. Không gõ Xuân Trường và người bạn đồng hành tham gia gọi vốn ở hàng mục nào, nhưng có thể thấy sự xuất hiện của cầu thủ này đã khiến các sát được một phen ngỡ ngàng, thậm chí sát hơn còn thắc mắc. Sao không thi SEA game vào đây làm gì, khiến Xuân Trường chỉ biết cười từ. Được biết, đoạn clip này được cắt ra từ chương trình sát tăng khởi chiếu vào ngày 10 tháng 7 tới đây. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong ngóng số đặc biệt này. Nhiều người cho rằng việc xưng trường tham gia gọi vốn là điều không quá bất ngờ khi cầu thủ này cũng khá mắt tay trong việc kinh doanh. Một số ý kiến hé lộ rằng xưng trường tham gia chương trình này nhằm để gọi vốn cho Trung tâm Phục hồi Chấn Thương Thể thao Quốc tế IAC mà anh là người đồng sáng lập. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng xưng trường xuất hiện trong clip không phải là xưng trường mà là người anh em thất lạc. Xưng Tân chàng trai Bắc Giang sinh năm 1995 từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi sở hữu gương mặt cực giống cầu thủ sương Trường. Được biết, sương Tân đang kinh doanh thời trang, dịch vụ nhà hàng, trà sữa tại khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh và Bắc Giang. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục tranh luận và suy đoán về danh tính của chàng trai trong chương trình sát tăng sắp tới. Trong khi đó, cả sương Trường và người anh em thất lạc sương Tân không có động thái nào đặc biệt.